Đôi cánh tay Thế Tôn dài thẳng tròn đều như vòi voi chúa, đứng thẳng chấm gối, đó là tướng thứ 9. Âm tướng ẩn tàng giống như của Long Mã, cũng như Tượng Vương, đó là tướng thứ 10. Lỗ chân lông Thế Tôn mỗi lỗ mọc một sợi lông mềm mại xanh biếc xoay về bên phải, đó là tướng thứ 11. Tóc lông Thế Tôn đều thẳng vươn lên, xoay về phía mặt mềm mại xanh biếc rất dễ mến, đó là tướng thứ 12. Da trên thân Thế Tôn mịn màng trơn láng, bụi nước vân vân đều chẳng thể bám được, đó là tướng thứ 13. Da trên thân Thế Tôn màu chân kim chói sáng rực rỡ như đài vàng, đẹp đẽ trang nghiêm bằng các thứ báu ai cũng ưa nhìn, đó là tướng thứ 14. Trong lòng hai bàn chân, hai bàn tay, cổ và hai vai của Thế Tôn bảy chỗ đều đầy đặn, đó là tướng thứ 15. Vai ót Thế Tôn tròn đầy đẹp đẽ, đó là tướng thứ 16. Hai nách Thế Tôn đều đầy đặn, đó là tướng thứ 17. Dung nghi Thế Tôn trang nghiêm viên mãn, đó là tướng thứ 18. Thân tướng Thế Tôn cao lớn đoan nghiêm, đó là tướng thứ 19. Thể tướng Thế Tôn cân đối, chung quanh tròn đầy như nọc củ đà, đó là tướng thứ 20. Cằm ngực và nửa thân trên của Thế Tôn oai dung rộng lớn như sư tử chúa, đó là tướng thứ 21. Thường quang Thế Tôn mỗi phía một tầm, đó là tướng thứ 22. Tướng răng Thế Tôn 40 chiếc, bằng đều sạch khít, chân sâu trắng như tuyết du kha, đó là tướng thứ 23. Bốn răng của Thế Tôn trắng trong, nhọn sắc, đó là tướng thứ 24. Thế Tôn thường được thượng vị trong các vị, vì mạch hầu thẳng nên có thể dẫn thượng vị có ở các mạch chi tiết trong thân, bệnh phong đàm nhiệt chẳng thể xen vào. Do bệnh kia chẳng xen tạp nên mạch lìa các chứng trầm phù, hoãn gấp, tổn hoại, ung khúc, vân vân, có thể nuốt thẳng xuống họng, dịch vị lưu thông, cho nên thân tâm sảng khoái, thường được thượng vị, đó là tướng thứ 25. Tướng lưỡi Thế Tôn mỏng sạch rộng dài, có thể che cả khuôn mặt, đến mé tai đuôi tóc, đó là tướng thứ 26. Phạm âm Thế Tôn phát lời êm ái, phong nhã, lan rộng, tùy chúng nhiều ít, không ai mà chẳng nghe tiếng ấy, rèn lớn giống như trống trời, phát lời uyển chuyển ngắn gọn như tiếng chim tần già, đó là tướng thứ 27. Lông mi Thế Tôn giống như mi châu chúa, xanh biếc, bằng thẳng chẳng rối, đó là tướng thứ 28. Tròng mắt Thế Tôn xanh biếc trong trắng, có vòng hồng xen lẫn trong sáng phân minh, đó là tướng thứ 29. Khuôn mặt Thế Tôn giống như mặt trăng tròn đầy, tướng mày sáng sạch như cái cung thiên đế, đó là tướng thứ 30. Chặng giữa mày Thế Tôn có tướng lông trắng mềm mại như tơ lụa uốn về phía phải, trong sáng trắng đẹp như tuyết du kha, đó là tướng thứ 31. Trên đỉnh Thế Tôn có cục thịt nổi cao tròn trịa giống như lọng trời, đó là tướng thứ 32. Này thiện hiện, đó là 32 tướng đại sĩ. Này thiện hiện, những gì là 80 vẻ đẹp phụ thuộc của Như Lai ứng chánh đẳng giác? Này thiện hiện, móng tay Thế Tôn hẹp dài mỏng mềm sáng trong sạch đẹp như hoa đồng đỏ, đó là vẻ đẹp thứ nhất. Các ngón tay chân Thế Tôn tròn nhọn dài, ngay thẳng mềm mại, chẳng thấy đốt nóng, đó là vẻ đẹp thứ hai. Tay chân Thế Tôn ở giữa các ngón đều đầy khít, như nhau không khác, đó là vẻ đẹp thứ ba. Tay chân Thế Tôn tròn đầy như ý, mềm sạch sáng mịn, sắc như hoa sen, đó là vẻ đẹp thứ tư. Gân mạch Thế Tôn kết cấu chắc chắn, ẩn sâu chẳng thấy, đó là vẻ đẹp thứ năm. Hai mắt cá Thế Tôn đều ẩn, chẳng hiện, đó là vẻ đẹp thứ sáu. Thế Tôn bước đi thẳng tới thong thả như long tượng chúa, đó là vẻ đẹp thứ bảy. Thế Tôn bước đi oai dung nghiêm chỉnh như sư tử chúa, đó là vẻ đẹp thứ tám. Thế Tôn bước đi thong thả bình an, chẳng dài chẳng ngắn, giống như châu chúa, đó là vẻ đẹp thứ chín. Thế Tôn bước đi tới rừng đúng phép, giống như ngỗng chúa, đó là vẻ đẹp thứ 10. Thế Tôn ngó lại, luôn quay sang hữu, giống như long tượng chúa, toàn thân chuyển theo, đó là vẻ đẹp thứ 11.
lóng đốt Thế Tôn thứ lớp tròn trịa xếp đặt khéo léo, đó là vẻ đẹp thứ 12, lóng xương Thế Tôn giao kết không hở, giống như long bàng, đó là vẻ đẹp thứ 13, bánh xe đầu gối Thế Tôn xếp đặt khéo léo, chắc chắn đầy đủ, đó là vẻ đẹp thứ 14, chỗ kín của Thế Tôn vân vẻ đẹp đẽ, oai thế đầy đủ, viên mãn thanh tịnh. Đó là vẻ đẹp thứ 15, thân Thế Tôn nhuận trơn, mềm mại, sáng láng, sạch đẹp, bụi bậm chẳng dính. Đó là vẻ đẹp thứ 16, dung mạo Thế Tôn, đôn hậu, nghiêm túc, không sợ, thường chẳng khiếp nhược. Đó là vẻ đẹp thứ 17, thân Thế Tôn chắc chắn, dày nặng, thiện tướng, hòa nhau. Đó là vẻ đẹp thứ 18, thân Thế Tôn an định, đầy đặn, chẳng từng lay động, viên mãn không hoại, đó là vẻ đẹp thứ 19. Thân tướng Thế Tôn giống như Chúa Tiên, toàn thân đoan nghiêm, sáng sạch, không u ám, đó là vẻ đẹp thứ 20. Thân Thế Tôn có vầng sáng chung quanh, khi đi lại thường tự chiếu sáng, đó là vẻ đẹp thứ 21. Bụng Thế Tôn vuông vắn, không thiếu, mềm mại, chẳng lộ, các tướng trang nghiêm, đó là vẻ đẹp thứ 22. Rốn Thế Tôn sâu, xoắn về phía hữu, tròn đẹp, sạch sẽ, sáng láng, đó là vẻ đẹp thứ 23. Rốn Thế Tôn dày, chẳng lõm, chẳng lồi, chung quanh đẹp đẽ, đó là vẻ đẹp thứ 24. Da Thế Tôn không có ghẻ ngứa, cũng không ghẻ ruồi, biếu, vân vân, các bệnh, đó là vẻ đẹp thứ 25. Bàn tay Thế Tôn đầy đặn mềm mại, lòng bàn chân bằng phẳng, đó là vẻ đẹp thứ 26. Vân tay Thế Tôn sâu dài rõ thẳng tươi nhuận, chẳng đứt đoạn, đó là vẻ đẹp thứ 27. Sắc môi Thế Tôn sáng nhuận đỏ tươi như quả tần bà, trên dưới tương xứng, đó là vẻ đẹp thứ 28. Diện môn Thế Tôn chẳng dài chẳng ngắn, chẳng lớn chẳng nhỏ, vừa vặn trang nghiêm, đó là vẻ đẹp thứ 29. Tướng lưỡi Thế Tôn mềm mại rộng dài, màu như đồng đỏ, đó là vẻ đẹp thứ 30. Thế Tôn phát tiếng oai lực rèn vang, sâu xa như voi chúa giống, rõ ràng trong suốt, đó là vẻ đẹp thứ 31. Âm vận Thế Tôn êm dịu, tròn đầy như tiếng vang trong hang sâu, đó là vẻ đẹp thứ 32. Mũi Thế Tôn cao dài mà ngay thẳng, lỗ mũi không lộ, đó là vẻ đẹp thứ 33. Các răng Thế Tôn đều đặn, ngay ngắn trắng đẹp, đó là vẻ đẹp thứ 34. Các răng cửa Thế Tôn tròn trắng sáng sạch nhọn bén, đó là vẻ đẹp thứ 35. Mắt Thế Tôn sạch sẽ trong sáng rõ ràng, đó là vẻ đẹp thứ 36. Nhãn tướng Thế Tôn dài rộng, giống như lá hoa sen xanh rất khả ái, đó là vẻ đẹp thứ 37. Mi mắt Thế Tôn trên dưới ngay ngắn, dày rậm, chẳng trắng, đó là vẻ đẹp thứ 38. Hai mày Thế Tôn dài, chẳng trắng, nhỏ, mềm mại, đó là vẻ đẹp thứ 39. Đôi mày Thế Tôn đẹp đẽ, thuận chiều, xanh biếc, màu lưu ly, đó là vẻ đẹp thứ 40. Đôi mày Thế Tôn cao rõ, sáng nhuận, hình như vầng trăng đầu tháng, đó là vẻ đẹp thứ 41. Tai Thế Tôn dày rộng, lớn dài, trái tai tròn trịa, đó là vẻ đẹp thứ 42. Hai tai Thế Tôn tươi đẹp bằng thẳng, không có khuyết tật, đó là vẻ đẹp thứ 43. Dung nhi Thế Tôn có thể khiến người thấy đều sanh kính mến, không tổn không giảm, đó là vẻ đẹp thứ 44. Trán Thế Tôn rộng, tròn đầy bằng phẳng, hình tướng đẹp đẽ, đó là vẻ đẹp thứ 45. Thân Thế Tôn nửa trên viên mãn như sư tử chúa, oai nghiêm không ai sánh kịp, đó là vẻ đẹp thứ 46. Tóc Thế Tôn dài xanh biếc, dày rậm chẳng bạc, đó là vẻ đẹp thứ 47. Tóc Thế Tôn thơm sạch nhỏ mềm nhuận mướt, xoắn quanh, đó là vẻ đẹp thứ 48. Tóc Thế Tôn bằng thẳng không rối, cũng không dính chùm, đó là vẻ đẹp thứ 49. Tóc Thế Tôn bền chắc không đứt, vĩnh viễn không rụng, đó là vẻ đẹp thứ 50. Tóc Thế Tôn trơn mướt đẹp đẽ, bụi bặm chẳng bám, đó là vẻ đẹp thứ 51. Thân Thế Tôn vững vàng đầy đặn hơn thân Na La Diên, đó là vẻ đẹp thứ 52. Thân Thế Tôn dài lớn ngay ngắn, đó là vẻ đẹp thứ 53. Các khiếu Thế Tôn sạch sẽ tròn đẹp, đó là vẻ đẹp thứ 54. Thân chi Thế Tôn thế lực thủ thắng, không ai sánh bằng,
đó là vẻ đẹp thứ 55. Thân tướng Thế Tôn mọi người ưa nhìn, thường không nhàm chán, đó là vẻ đẹp thứ 56. Khuôn mặt Thế Tôn dài rộng đúng chỗ, trong trẻo sáng láng như ánh trăng tròn mùa thu, đó là vẻ đẹp thứ 57. Nhan mạo Thế Tôn thư thái sáng tỏ, mỉm cười trước khi nói, chỉ hướng thẳng không quay lui, đó là vẻ đẹp thứ 58. Diện mạo Thế Tôn sáng láng vui vẻ, không có các khuyết tật như nhăn nheo, xanh đỏ, vân vân, đó là vẻ đẹp thứ 59. Da Thế Tôn sạch sẽ, không bẩn, thường không hôi hám, đó là vẻ đẹp thứ 60. Các lỗ chân lông trong thân Thế Tôn thường xuất ra mùi hương như ý vi diệu, đó là vẻ đẹp thứ 61. Diện môn Thế Tôn thường tỏa ra mùi hương tối thượng thủ thắng, đó là vẻ đẹp thứ 62. Tướng đầu Thế Tôn tròn trịa đẹp đẽ, như quả mạc đạt na, cũng như lọng trời, đó là vẻ đẹp thứ 63. Lông thân Thế Tôn xanh biếc sáng sạch như cổ chim công, vẻ đẹp như màu đồng đỏ, đó là vẻ đẹp thứ 64. Pháp âm Thế Tôn tùy theo chúng lớn nhỏ chẳng tăng chẳng giảm, đúng lý không sai, đó là vẻ đẹp thứ 65. Tướng đỉnh Thế Tôn không thể thấy được, đó là vẻ đẹp thứ 66. Tay chân Thế Tôn ngón màng phân minh, trang nghiêm đẹp đẽ như màu đồng đỏ, đó là vẻ đẹp thứ 67. Thế Tôn khi đi, chân cách đất chừng 4 ngón tay mà hiện in dấu, đó là vẻ đẹp thứ 68. Thế Tôn tự giữ vững, không cần người đỡ, thân không chao động, cũng chẳng siêu ngã, đó là vẻ đẹp thứ 69. Oai đức Thế Tôn chấn động tất cả, kẻ ác tâm thấy thì mừng, người sợ sẽ thấy an ổn, đó là vẻ đẹp thứ 70. Âm thanh Thế Tôn chẳng cao chẳng thấp, tùy theo chúng sanh và vui ban lời, đó là vẻ đẹp thứ 71. Thế Tôn thường tùy theo các loại hữu tình dùng âm thanh vừa ý mà vì họ thuyết pháp, đó là vẻ đẹp thứ 72. Thế Tôn diễn thuyết chánh pháp bằng một âm tùy theo loài hữu tình kiến đều hiểu rõ, đó là vẻ đẹp thứ 73. Thế Tôn thuyết pháp đều y cứ vào thứ lớp, chắc chắn có nhân duyên, lời nói đều thiện, đó là vẻ đẹp thứ 74. Thế Tôn quán khắp các loại hữu tình, khen ngợi điều thiện, chê bai việc ác mà không thương ghét, đó là vẻ đẹp thứ 75. Thế Tôn làm việc gì trước quán xét sau mới làm, đầy đủ khuôn phép, khiến biết thiện tịnh, đó là vẻ đẹp thứ 76. Tướng tốt Thế Tôn tất cả hữu tình, không có thể thấy hết, đó là vẻ đẹp thứ 77. Xương ót Thế Tôn cứng chắc tròn đầy, đó là vẻ đẹp thứ 78. Dung nhan Thế Tôn thường trẻ chẳng già, ưa dạo chỗ cũ, đó là vẻ đẹp thứ 79. Tay chân và trước ngực Thế Tôn đều có đức tướng cát tường xoay quanh, vân như thêu họa, sắc giống đá đỏ, đó là vẻ đẹp thứ 80. Này thiện hiện, đó gọi là 80 vẻ đẹp phụ thuộc. Này thiện hiện như lai ứng chánh đẳng giác, vì thành tựu các tướng tốt như thế nên ánh sáng nơi thân tùy ý có thể chiếu khắp thế giới tam thiên đại thiên, không có chỗ nào không tới. Khi vừa khởi ý liền có thể chiếu khắp vô lượng vô số vô biên thế giới, nhưng vì thương xót các hữu tình nên thu nhiếp hào quang thường chiếu mỗi bên một tầm. Nếu bung hào quang nơi thân ra thì chính ánh sáng của nhật nguyệt vân vân đều lu mờ, các loại hữu tình chẳng có thể phân biệt ngày đêm nửa tháng ngày giờ số năm, có làm sự việc gì chẳng thành tựu được. Âm thanh của Phật tùy ý có thể biến khắp cả thế giới tam thiên đại thiên, khi tác ý liền có thể biến khắp vô lượng vô biên vô số thế giới, nhưng vì lợi lạc các hữu tình nên âm thanh tùy theo số lượng người nghe chẳng tăng chẳng giảm. Này thiện hiện, những công đức thắng lợi như thế, ta trước kia ở địa vị Bồ Tát, khi tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa đã có thể hoàn thành, cho nên ngay tướng tốt viên mãn trang nghiêm, tất cả hữu tình thấy đều hoan hỷ, đều đạt được lợi ích an lạc thủ thắng. Này thiện hiện như thế, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, có thể dùng hai loại bố thí là tài thí và pháp thí, nhiếp hóa các hữu tình, đó là pháp cực kỳ hy hữu. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát dùng ái ngữ mà nhiếp hóa các hữu tình? Này thiện hiện,
Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng lời lẽ nhu hòa vì các loài hữu tình, trước hết nói bố thí Ba La Mật Đa, phương tiện nhiếp thọ, kế đến nói tịnh giới Ba La Mật Đa, phương tiện nhiếp thọ, tiếp theo nói an nhẫn Ba La Mật Đa, phương tiện nhiếp thọ, rồi nói tinh tấn Ba La Mật Đa, phương tiện nhiếp thọ, lại nói tịnh ngự Ba La Mật Đa, phương tiện nhiếp thọ, sau nói Bát Nhã Ba La Mật Đa, phương tiện nhiếp thọ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng lời lẽ nhu hòa nói nhiều về sáu phép Ba La Mật Đa này để nhiếp thọ loài hữu tình. Vì sao? Vì do sáu phép Ba La Mật Đa này có khả năng nhiếp thọ các thiện pháp. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát có thể dùng lợi hành để nhiếp thọ các hữu tình? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, ở trong thời gian vô tận, dùng đủ mọi phương tiện khuyên các hữu tình siêng tu tập bố thí, tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, Bát Nhã Ba La Mật Đa và các loại thiện pháp thủ thắng khác thường không lười bỏ. Này thiện hiện, thế nào là Đại Bồ Tát có thể dùng đồng sự để nhiếp thọ các hữu tình? Này thiện hiện, Đại Bồ Tát khi hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, dùng thần thông thủ thắng và đại nguyện lực hiện ở trong địa ngục, bàng sanh, quỷ giới, người trời vân vân cùng họ làm việc, phương tiện nhiếp thọ khiến đạt được lợi ích an lạc thủ thắng. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát có thể dùng bố thí, ái ngữ, lợi hành đồng sự như thế để nhiếp thọ các hữu tình, đó là pháp cực kỳ hy hữu. Lại nữa thiện hiện, ta dùng Phật nhãn quán khắp vô lượng hằng hà xa thế giới trong mười phương, thấy các Đại Bồ Tát hành Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa, trao truyền răn dạy các Bồ Tát khác như thế này. Này thiện nam tử, ngươi nên khéo học dẫn pháp các chữ Pháp Môn Đà La Ni, nghĩa là nên khéo học một chữ, hai chữ, ba chữ, bốn chữ, năm chữ, sáu chữ, bảy chữ, tám chữ, chín chữ, mười chữ. Như thế cho đến 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, hoặc trăm, hoặc ngàn, cho đến vô số, dẫn phát tự tại, lại nên khéo học tất cả ngữ ngôn, đều nhập một chữ, hoặc nhập hai chữ, hoặc nhập ba chữ, hoặc nhập bốn chữ, hoặc nhập năm chữ, hoặc nhập sáu chữ, hoặc nhập bảy chữ, hoặc nhập tám chữ, hoặc nhập chín chữ, hoặc nhập mười chữ. Như thế cho đến hoặc nhập 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, trăm ngàn, cho đến vô số dẫn phát tự tại, lại nên khéo học ở trong một chữ nhiếp thọ tất cả chữ, trong tất cả chữ nhiếp thọ một chữ dẫn phát tự tại, lại nên khéo học một chữ có thể nhiếp thọ 42 chữ, 42 chữ có thể nhiếp thọ một chữ. Này thiện hiện, Đại Bồ Tát ấy nên khéo học như thế này, 42 chữ nhập vào một chữ, một chữ cũng nhập vào 42 chữ, học như vậy rồi, ở trong các chữ dẫn phát thiện xảo, dẫn phát chữ được thiện xảo rồi, lại đối với không chữ dẫn phát thiện xảo, như chư Như Lai ứng chánh đẳng giác đối với pháp thiện xảo, đối với chữ thiện xảo dùng các pháp, các chữ thiện xảo, ở trong không chữ cũng đắc thiện xảo, do thiện xảo nên có thể vì hữu tình nói có chữ pháp, nói không chữ pháp, vì không chữ pháp nói có chữ pháp. Vì sao? Này thiện hiện, vì lìa chữ, không khác Phật Pháp, vượt tất cả chữ gọi là chân Phật Pháp. Vì sao? Này thiện hiện, vì tất cả Pháp, tất cả hữu tình đều tất cánh không, vô tế không. Bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn, nếu tất cả Pháp, tất cả hữu tình đều tất cánh không, vô tế không, nên siêu vượt các chữ. Vậy tự tánh của tất cả Pháp, tất cả hữu tình, rốt ráo đều chẳng thể nắm bắt được. Thì tại sao Đại Bồ Tát tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa, tu hành tịnh ngự, tinh tấn, an nhẫn, tịnh giới, bố thí Ba La Mật Đa? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành bốn tịnh ngự, tu hành bốn vô lượng, bốn định vô sắc? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành bốn niệm trụ, tu hành bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành pháp môn giải thoát không, tu hành pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện? Tại sao Đại Bồ Tát an trụ pháp không nội, an trụ pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới,
Pháp không tản mạn, Pháp không không đổi khác, Pháp không bản tánh, Pháp không tự tướng, Pháp không cộng tướng, Pháp không tất cả Pháp, Pháp không chẳng thể nắm bắt được, Pháp không không tánh, Pháp không tự tánh, Pháp không không tánh, tự tánh. Tại sao Đại Bồ Tát an trụ chân như, an trụ Pháp giới, Pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, Pháp định, Pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ. Tại sao Đại Bồ Tát an trụ thánh đế khổ, an trụ thánh đế tập diệt đạo? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành 8 giải thoát, tu hành 8 thắng xứ, 9 định thứ đệ, 10 biến xứ? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành tất cả pháp môn Đà La Ni, tu hành tất cả pháp môn Tam Ma Địa? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành bậc cực hỷ, tu hành bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành 5 loại mắt, tu hành 6 phép thần thông? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành 10 lực Phật, tu hành 4 điều không sợ, 4 sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành đại từ, tu hành đại bi, đại hỷ, đại xả? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành pháp không quên mất, tu hành tánh luôn luôn xả? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành trí nhất thiết, tu hành trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng? Tại sao Đại Bồ Tát tu hành 32 tướng đại sĩ, tu hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc? Tại sao Đại Bồ Tát an trụ 6 phép thần thông dị thục sanh, rồi vì các hữu tình tuyên thuyết chánh pháp? Bạch Thế Tôn, tất cả hữu tình đều chẳng thể nắm bắt được, sự an lập của hữu tình cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên sắc chẳng thể nắm bắt được, thọ tưởng hành thức cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên nhãn xứ chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên sắc xứ chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên nhãn giới chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tỷ thiệt thân ý giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên sắc giới chẳng thể nắm bắt được, thanh hương vị xúc pháp giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên nhãn thức giới chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên nhãn xúc chẳng thể nắm bắt được, nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra chẳng thể nắm bắt được, các thọ do nhĩ tỷ thiệt thân ý xúc làm duyên sinh ra cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên địa giới chẳng thể nắm bắt được, thủy hỏa phong không thức giới cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên nhân duyên chẳng thể nắm bắt được, đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên tất cả pháp từ duyên sanh ra đều chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên vô minh chẳng thể nắm bắt được. Hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão, tử, sầu, than, khổ, yêu, não cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên bố thí ba la mật đa chẳng thể nắm bắt được. Tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được, bốn vô lượng, bốn định vô sắc cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên bốn niệm trụ chẳng thể nắm bắt được, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên pháp môn giải thoát không chẳng thể nắm bắt được, pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên pháp không nội chẳng thể nắm bắt được, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh, tự tánh cũng chẳng thể nắm bắt được.
vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên chân như chẳng thể nắm bắt được. Pháp giới, pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định, pháp trụ, thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên thánh đế khổ chẳng thể nắm bắt được. Thánh đế tập diệt đạo cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên tám giải thoát chẳng thể nắm bắt được. Tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên tất cả pháp môn Đà La Ni chẳng thể nắm bắt được. Tất cả pháp môn Tam Ma Địa cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên bậc cực hỷ chẳng thể nắm bắt được. Bậc vi cấu, bậc phát quang, bậc diệm tuệ, bậc cực nan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được, sáu phép thần thông cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên mười lực Phật chẳng thể nắm bắt được. Bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên đại từ chẳng thể nắm bắt được, đại bi, đại hỷ, đại xả cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên pháp không quên mất chẳng thể nắm bắt được, tánh luôn luôn xả cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên trí nhất thiết chẳng thể nắm bắt được, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên quả dự lưu chẳng thể nắm bắt được, quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, quả vị độc giác cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên tất cả hạnh đại Bồ Tát chẳng thể nắm bắt được, quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật cũng chẳng thể nắm bắt được. Vì tất cả hữu tình chẳng thể nắm bắt được, nên 32 tướng đại sĩ chẳng thể nắm bắt được, 80 vẻ đẹp phụ thuộc cũng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, trong cái chẳng thể nắm bắt được, không có hữu tình, không có sự an lập hữu tình, không có sắc, không có sự an lập sắc, không có thọ tưởng hành thức, không có sự an lập thọ tưởng hành thức, không có nhãn xứ, không có sự an lập nhãn xứ, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, không có sự an lập nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ, không có sắc xứ, không có sự an lập sắc xứ, không có thanh hương vị xúc pháp xứ, không có sự an lập thanh hương vị xúc pháp xứ, không có nhãn giới, không có sự an lập nhãn giới, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, không có sự an lập nhĩ tĩ thiệt thân ý giới, không có sắc giới, không có sự an lập sắc giới, không có thanh hương vị xúc pháp giới, không có sự an lập thanh hương vị xúc pháp giới, không có nhãn thức giới, không có sự an lập nhãn thức giới, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, không có sự an lập nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới, không có nhãn xúc, không có sự an lập nhãn xúc, không có nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, không có sự an lập nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc, không có các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có sự an lập các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, không có các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không có sự an lập các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra, không có địa giới, không có sự an lập địa giới, không có thủy hỏa phong không thức giới, không có sự an lập thủy hỏa phong không thức giới, không có nhân duyên, không có sự an lập nhân duyên, không có đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, không có sự an lập đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên, không có các pháp từ các duyên sanh ra, không có sự an lập các pháp từ các duyên sanh ra, không có vô minh, không có sự an lập vô minh, không có hành thức, danh sắc lục xứ, xúc thọ ái, hữu sanh lão tử, sầu than khổ yêu não, không có sự an lập hành cho đến lão tử sầu than khổ yêu não, không có bố thí ba la mật đa, không có sự an lập bố thí ba la mật đa, không có tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lợi bát nhã ba la mật đa, không có sự an lập tịnh giới cho đến bát nhã ba la mật đa, không có bốn tịnh lợi, không có sự an lập bốn tịnh lợi, không có bốn vô lượng bốn định vô sắc, không có sự an lập bốn vô lượng bốn định vô sắc, không có bốn niệm trụ, không có sự an lập bốn niệm trụ, không có bốn chánh đoạn bốn thần túc, năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo, không có sự an lập bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo,
không có pháp môn giải thoát không, không có sự an lập pháp môn giải thoát không, không có pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không có sự an lập pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện, không có pháp không nội, không có sự an lập pháp không nội, không có pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh, không có sự an lập pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh, không có chân như, không có sự an lập chân như, không có pháp giới pháp tánh, tánh chẳng hư vọng, tánh chẳng đổi khác, tánh bình đẳng, tánh ly sanh, pháp định pháp trụ thật tế, cảnh giới hư không, cảnh giới bất tư nghỉ, không có sự an lập pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ, không có thánh đế khổ, không có sự an lập thánh đế khổ, không có thánh đế tập diệt đạo, không có sự an lập thánh đế tập diệt đạo, không có tám giải thoát, không có sự an lập tám giải thoát, không có tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không có sự an lập tám thắng xứ, chín định thứ đệ, mười biến xứ, không có pháp môn Đà La Ni, không có sự an lập pháp môn Đà La Ni, không có pháp môn Tam Ma Địa, không có sự an lập pháp môn Tam Ma Địa, không có bậc cực hỷ, không có sự an lập bậc cực hỷ, không có bậc ly cấu, bậc phát quang, bậc diệt tuệ, bậc cực lan thắng, bậc hiện tiền, bậc viễn hành, bậc bất động, bậc thiện tuệ, bậc pháp vân, không có sự an lập bậc ly cấu cho đến bậc pháp vân, không có năm lại mắt, không có sự an lập năm lại mắt, không có sáu phép thần thông, không có sự an lập sáu phép thần thông, không có mười lực Phật, không có sự an lập mười lực Phật, không có bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, không có sự an lập bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, 18 pháp Phật bất cộng, không có đại từ, không có sự an lập đại từ, không có đại bi, đại hỷ, đại xả, không có sự an lập đại bi, đại hỷ, đại xả, không có pháp không quên mất, không có sự an lập pháp không quên mất, không có tánh luôn luôn xả, không có sự an lập tánh luôn luôn xả, không có trí nhất thiết, không có sự an lập trí nhất thiết, không có trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không có sự an lập trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, không có quả dự lưu, không có sự an lập quả dự lưu, không có quả nhất lai bất hoàn, A-la-hán, quả vị độc giác, không có sự an lập quả nhất lai, cho đến quả vị độc giác, không có tất cả hạnh đại Bồ Tát, không có sự an lập tất cả hạnh đại Bồ Tát, không có quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không có sự an lập quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật, không có 32 tướng đại sĩ, không có sự an lập 32 tướng đại sĩ, không có 80 vẻ đẹp phụ thuộc, không có sự an lập 80 vẻ đẹp phụ thuộc,